Công tú và Lê Nguyên kính chào quý khán giả đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hình Tây Ninh. Kính thưa quý khán giả, sáng ngày 26 tháng 1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Thủ đô Hà Nội. Những thông tin về chương trình Đại hội lần thứ 13 của Đảng sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trong các chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hình Tây Ninh. Mời quý khán giả cùng đón xem. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý trong chương trình thời sự tối nay khai mạc trọng thể đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế chúc mừng đại hội 13 của đảng. Người dân Tây Ninh dành sự quan tâm đặc biệt hướng về đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13. Công bố lưu thông cửa khẩu phụ Vàm Cảng Trâu. làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip điện tử tại đài phát thanh truyền hình Tây Ninh. Và bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, 8 giờ sáng ngày 26 tháng 1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội với sự tham gia của 1587 đại biểu đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên cả nước. Tham gia đoàn chủ tịch có 16 đồng chí ủy viên Bộ Chính trị và một đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, trong đó có các đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên khai mạc. Diễn văn khai mạc do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày, khẳng định Đại hội 13 của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đang xen, nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần phải giải quyết từ tình hình quốc tế khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường đến các thách thức mang tính toàn cầu về biến đổi khí hậu thiên tai dịch bệnh và cả những thành tựu ngoạn mục của tiến bộ khoa học công nghệ đang tác động ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống kinh tế xã hội của đất nước ta cũng như toàn thế giới cán bộ đảng viên nhân dân đang mong muốn và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn mạnh mẽ của đảng để khơi thông mọi nguồn lực phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa gắn với phòng chống tham nhũng lãng phí tiếp tục đà phát triển đất nước nhanh và bền vững vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh đại hội kiểm điểm sâu sắc toàn diện công tác xây dựng đảng và sự lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành trung ương đảng khóa 12 xác định phương hướng nhiệm vụ xây dựng đảng trong nhiệm kỳ mới đánh giá việc thi hành điều lệ đảng đặc biệt là bầu ban chấp hành trung ương khóa 13 gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị đạo đức cách mạng năng lực lãnh đạo bản lĩnh và trí tuệ đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới. Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ to lớn nặng nề nhưng cũng rất dễ dàng được đảng, nhà nước và nhân dân giao phó trong những năm tới. Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về các văn kiện trình đại hội 13 của đảng do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Chủ tịch nước trình bày nêu rõ. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đang náo nức chờ mong, tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng. Với chủ đề tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định. Phấn đấu để đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội 13 của đảng có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12 gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2011-2020 đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế 5 năm 2021-2025 kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, xác định mục tiêu phương hướng đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây sẽ là những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Đại hội xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, xác định phương hướng nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới, đánh giá việc thi hành điều lệ Đảng khóa 12, bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Thưa quý vị, phát biểu trình bày báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trưởng tiểu ban văn kiện nhấn mạnh, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, năm năm qua, nắm bắt thuận lợi thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, nhất là tác động của dịch bệnh và thiên tai liên tiếp xảy ra, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quyết tâm, bản lĩnh sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, đất nước phát triển nhanh và bền vững, củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Kinh tế nước ta duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao, khoảng 5,9%, nhiều khó khăn vướng mắc hạn chế yếu kém từ các năm trước đã được tập trung giải quyết và đạt được những kết quả bước đầu. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện, kinh tế vĩ mô ổn định khá vững chắc, lạm phát được kiểm soát và duy trì ở mức thấp. Các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm và có bước được cải thiện, kỷ luật kỹ cương tài chính ngân sách nhà nước được tăng cường. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện ba đột phá chiến lược, đạt được những kết quả quan trọng. Môi trường đầu tư kinh doanh tiềm lực quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được nâng lên chính trị xã hội ổn định, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, được tiến hành toàn diện đồng bộ, có hiệu quả trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát và đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực được triển khai quyết liệt bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt được những kết quả cụ thể rõ rệt. Nhiều vụ án kinh tế tham nhũng được phát hiện, điều tra khởi tố, xét xử nghiêm minh tạo sức răng đe, cảnh tỉnh, được cán bộ đảng viên và nhân dân quan hình đánh giá cao và đồng tình ủng hộ. Nhất là trong năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động mạnh đến nước ta, gây nhiều thiệt hại về kinh tế xã hội, nhưng với sự nỗ lực cố gắng vượt bậc, đất nước đã đạt được những kết quả thành tích đặc biệt hơn so với các năm trước. Việt Nam được thế giới ghi nhận, coi là điểm sáng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa khống chế ngăn chặn đại dịch Covid-19 thành công, vừa phục hồi phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống và an toàn cho người dân. Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội 12 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tạo được dấu ấn nổi bật mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo ra động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ thuận lợi, đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới. Thưa quý vị, tính đến ngày 22 tháng 1 năm 2021, Đại hội 13 của Đảng đã nhận được 215 điện mừng từ 105 đảng, 4 tổ chức khu vực và quốc tế, 76 tổ chức hữu nghị, 15 đoàn ngoại giao và 15 cá nhân đến từ 79 nước. Đại hội vui mừng phấn khởi nhận được thư điện chúc mừng của nhiều chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi đến Đại hội 13, một sự kiện trọng đại của Đảng ta, của đất nước ta, dân tộc ta, bày tỏ tình cảm hữu nghị, hợp tác với Đảng nhà nước và nhân dân Việt Nam thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với đại hội. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, biểu hiện sinh động của quan hệ ngày càng sâu sắc của Đảng ta với các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế. Tại phiên khai mạc đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng cảm ơn tình cảm hữu nghị, sự hợp tác, quan tâm ủng hộ và giúp đỡ quý báu của các chính đảng của các tổ chức và bạn bè quốc tế đã dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Kính thưa quý vị khán giả, chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 tại Tây Ninh. Với niềm tin vào Đảng, sự kỳ vọng vào Đại hội, người dân Tây Ninh đã dành sự quan tâm đặc biệt hướng về Đại hội thông qua nhiều hình thức khác nhau. Phóng viên Sơn Vương và Việt Khoa đã có những ghi nhận về vấn đề này. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Tuổi đã ngoài 80, thế nhưng vợ chồng ông Nguyễn Trọng Ích và bà Trần Thị Xuân, ngũ phường 3 thành phố Tây Ninh, vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt hướng về đại hội đảng. Như hôm nay, vừa trong nhà vừa lo việc bếp nút, thế nhưng ông bà vẫn không bỏ lỡ các chương trình truyền hình trực tiếp về phiên khai mạc của đại hội. Đại hội đảng lần này tôi nói là vô cùng quan trọng, đổi mới đất nước, làm cho dân giàu nước mạnh, dân chủ văn minh và tôi muốn lần này trong ban chấp hành trung đảng trong bộ chính trị trong ban bí thư không có những người tham ô tham nhũng ở trong đó là đại hội lần này gọi là một cái bước tiến vô cùng quan trọng để làm cho đất nước càng ngày càng giàu mạnh dân càng ấm no càng hạnh phúc đó là điều bác hồ mong muốn Ngày đại hội ngày hôm qua là chủ bị thì chúng tôi cũng theo dõi cho đến cùng. Đến đến ngày hôm nay thì cũng theo dõi từ sáng giờ. Chúng tôi cũng mong là người dân cũng mong muốn là bây giờ là trong đảng, nhà nước ai mà lên là, lần này cũng phải có tâm, có tầm, có đức, có tài để lãnh đạo đất nước. Rồi là để cho nhân dân được ấm no hạnh phúc và đẩy lùi cái tham nhũng. Đất nước mình bây giờ đã có tiếng rồi thì là phải có tiếng nữa, vươn lên nữa. Đấy, cho nên là những cái Covid vừa rồi là mình được tuyên dương cho thế giới thì bây giờ mình phải cố gắng làm nữa thì mong các lãnh đạo các ông lãnh đạo mới bây giờ mà lên mà được đứng ngoài chị thì coi như là phải cố gắng phải dáng để làm cho dân được tin cậy nhiều thế là cái mong muốn cuối cùng của tôi theo dõi truyền hình thôi chưa đủ ông ích và bà xuân còn mày mò tìm đọc các bài báo đưa tin và phân tích chuyên sâu đa chiều về những nội dung và diễn biến của đại hội bởi đối với ông bà Mỗi người dân cần có sự quan tâm đặc biệt đến đại hội của Đảng, nắm bắt kịp thời để hiểu rõ và để chấp hành tốt những chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Còn đối với những cán bộ công chức, mặc dù khá bận rộn với công việc những ngày cuối năm, thế nhưng bằng nhiều hình thức khác nhau, nhiều người vẫn dành nhiều sự quan tâm đặc biệt hướng về đại hội đảng lần này. Bản thân em là một cán bộ công chức trẻ, cho nên là em cũng rất là quan tâm đến cái đại hội đảng lần thứ 13 lần này. À, tuy nhiên đó là do thời gian thực hiện công tác chuyên môn đó, là trong giờ hành chính, nên là không có thể tham gia theo dõi được. Cho nên là em tranh thủ cái giờ nghỉ trưa để mà lên youtube hoặc là các uh, kênh báo chí của các uh, nhà đài để xem lại, theo dõi lại diễn biến của Đại hội Đảng lần thứ 13. Bản thân em thì rất tin tưởng vào Đại hội Đảng lần này là tin tưởng vào sự dân dắt của Đảng và uh, tin tưởng rằng là Đại hội Đảng lần này sẽ thành công tốt đẹp, sẽ bầu ra được một ban chấp hành là có tài, có tâm, có đức để mà lãnh đạo đất nước dù đã giữa trưa, song nhiều cán bộ công chức của Sở Tài chính Tây Ninh vẫn nán lại để có thể kịp thời cập nhật những diễn biến của đại hội. Người có thời gian thì xem lại toàn bộ chương trình truyền hình trực tiếp phiên khai mạc. Bận biểu hơn cũng kịp theo dõi những tin tức được cập nhật trong các chương trình thời sự. Đại hội đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của toàn đảng, toàn quân và toàn dân tộc ta. À, tôi cũng mong muốn rằng đại hội sẽ phấn đấu đưa đất nước ta trở thành một đất nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa và đặt ra mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể phải hoàn thành cho mọi chặng đường thể hiện rõ tính kế thừa và phát triển tính liên tục và hoàn chỉnh trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta với việc quan tâm theo dõi sát sao những diễn biến của đại hội, điều này đã phần nào cho thấy Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng đã nhận được niềm tin và sự kỳ vọng vô cùng to lớn đến từ phía người dân. Kính thưa quý vị khán giả, chiều tối ngày 26 tháng 1, lễ hội văn hóa du lịch nghề làm bánh tráng phơi xương Trạng Bàng lần thứ 3 năm 2021 chính thức khai mạc tại sân vận động thị xã Trảng Bàng. Đến dự lễ khai mạc có ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, ông Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ông Dương Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh Tây Ninh qua các thời kỳ. Lễ khai mạc lễ hội chăn quá du lịch nghề làm bánh tráng phơi xương Trảng bàn lần thứ ba được diễn ra trong không khí vui tươi, với các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, mang đậm bản sắc chăn quá của quê hương Tây Ninh nói chung và của vùng đất Trảng bàn nói riêng. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hà Minh Dão, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Trảng Bàng, trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết, bánh tráng phơi xương Trảng Bàng không chỉ là món đặc sản trứ danh mà còn là niềm tự hào của người dân xứ Trảng nói riêng và của tỉnh Tây Ninh nói chung. Năm 2015, nghề làm bánh tráng phơi xương Trảng Bàng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Việc duy trì tổ chức lễ hội văn hóa du lịch nghề làm bánh tráng phơi xương Trảng Bàng hai năm một lần là một trong những hoạt động nhằm bảo tồn phát huy giá trị của nghề làm bánh tráng phơi xương, tôn vinh các nghệ nhân làm bánh tráng phơi xương đồng thời tạo điều kiện để người dân và du khách tham quan trải nghiệm nét văn hóa ẩm thực độc đáo của địa phương. Tại lễ khai mạc, Quỹ ban Nhân dân thị xã Trảng Bàng đã vinh danh và tri ân chính nghệ nhân cùng các tập thể cá nhân đã có nhiều đóng góp trong việc giữ gìn phát huy các giá trị độc đáo nghề làm bánh tráng phơi xương. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 1, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Ông Trần Trang Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tham dự hội nghị. Năm 2020, tổng số hồ sơ Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh phải xử lý là 213 hồ sơ, kết quả đã xử lý 208 hồ sơ, còn 5 hồ sơ đang xử lý. Trong năm tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành 34 quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, 16 quyết định phê duyệt dùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước dưới đất, 6 giấy phép khai thác khoáng sản hai quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mở khoáng sản, bốn quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đất sang lấp, năm quyết định đóng cửa mở khoáng sản đất sang lấp, một quyết định thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản, bốn quyết định thành lập hội đồng thẩm định về án đóng cửa mở. Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp 101 giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước như giấy phép khai thác nước ngầm, giấy phép xả thải vào nguồn nước. Trong năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng kiểm tra thường xuyên việc chấp hành pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển các khoáng sản trong khu vực hồ dầu tiếng, có biện pháp chấn chỉnh góp phần nâng cao hiệu quả công tác khai thác, bảo vệ tài nguyên khoáng sản. Sáng ngày 26 tháng 1 năm 2021, tại cửa khẩu phụ Vàm Trảng Trâu, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Công Thương Tây Ninh, đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh mở lưu thông cửa khẩu phụ Vàm Trảng Trâu, đáp ứng yêu cầu vận chuyển hàng hóa của nhân dân hai tỉnh Tây Ninh và tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia. Trong điều kiện hiện nay, các đơn vị chức năng cũng được chỉ đạo triển khai chặt chẽ công tác phòng chống dịch. Kể từ ngày 26 tháng 1 năm 2021, tại cặp cửa khẩu phụ Vàm Trảng Trâu thuộc xã biên giới huyện Châu Thành, đối diện là cửa khẩu phụ Dông thuộc ấp Dông, xã Dông, huyện Hết, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia được phép hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa qua lại giữa nhân dân hai tỉnh. Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh và ngài lãnh đạo huyện Rô Hết, tỉnh trưởng tỉnh Sài Riêng, bày tỏ phấn khởi khi cặp cửa khẩu phụ đi vào hoạt động, đánh dấu tình đoàn kết hữu nghị, tạo động lực mới cho việc phát triển thương mại biên giới của hai tỉnh. Cửa khẩu sẽ duy trì thời gian mở trong ngày từ 6 giờ sáng đến 18 giờ. Nếu nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, các cơ quan chức năng hai bên phối hợp để xin gia hạn thời gian đóng mở cửa khẩu trong ngày. Trong thời gian qua thì sự phối hợp giữa tỉnh Tây Ninh với Sài Riêng để thực hiện cái phát triển kinh tế biên mậu rất là tốt. Hôm nay thì kết quả của cái sự phối hợp đó chúng ta mở được cái cửa khẩu phụ Giàm Trắng Trâu ở phía đối diện là Đôn. Đây là cái dịp để cho chúng ta tiếp tục trao đổi giao thương hàng hóa giữa tỉnh Sài Riêng với lại tỉnh Tây Ninh. Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu gồm trạm kiểm dịch y tế quốc tế, trạm kiểm dịch thực vật, hải quan, trạm kiểm soát biên phòng bến cầu thuộc đồng biên phòng Giàm Trảng Trâu, giám sát chặt chẽ các phương tiện qua lại cửa khẩu, đảm bảo công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao. Đại tá Lê Văn Vĩ, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh, chỉ đạo trạm kiểm soát biên phòng bến cầu phối hợp với các đơn vị chức năng làm tốt công tác kiểm dịch, kiểm tra hàng hóa, không để đối tượng lợi dụng phương tiện chở hàng để nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại. Trong dịp này, ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Sở Ngoại vụ Tây Ninh đã trao thư chúc mừng của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cho ngày tỉnh trưởng tỉnh Spay Riêng, nhân dịp đón mừng năm mới 2021. Chiều ngày 26 tháng 1, ông Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Cò Dầu đã đến thăm tặng quà gia đình chính sách công dân tròn 100 tuổi và trên 100 tuổi trên địa bàn huyện Cò Dầu đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các ông Bùi Văn Giòn, Lê Văn Nai, Võ Văn Niệm, bà Đỗ Thị Xem, Lê Thị Dị là công dân trên 100 tuổi và ông Nông Hữu Nghị, bà Châu Thị Duyên là thương binh cùng ngụ trên địa bàn xã Bầu Đồn. Thăm ông Nguyễn Minh Tên, Phạm Vô Song và Phan Văn Thủy đều là thương binh ngụ trên địa bàn xã Phước Đông. Tại xã Thanh Phước, đoàn đã đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Đỡ, Trương Thị Mâm và bà Nguyễn Thị Đảnh là người có công với cách mạng thăm bà Đỗ Thị Hương là thương binh và ông Nguyễn Văn Sưa là công dân tròn 100 tuổi. Tại mỗi nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng quà, ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các gia đình và chúc các gia đình sống vui, sống khỏe cùng con cháu. Sáng cùng ngày, đoàn lãnh đạo huyện Tân Châu do ông Nguyễn Văn Cường, Bí thư huyện ủy làm trưởng đoàn, cùng đại diện một số ban ngành đoàn thể huyện đã tổ chức đi thăm và tặng quà cho 14 gia đình chính sách, người có công với cách mạng, công dân tròn 100 tuổi và trên 100 tuổi trên địa bàn các xã Tân Hưng, Tân Phú, Tân Hiệp, Tân Hội, Tân Đông và Tân Hà. Tại mỗi nơi đến thăm, ông Nguyễn Văn Cường, Bí thư huyện ủy Tân Châu cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe đời sống của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, công dân tròn 100 tuổi và trên 100 tuổi. Cũng trong sáng cùng ngày 26 tháng 1, ông Phan Thành Thắm, nguyên giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh, phối hợp cùng công ty cổ phần Địa ốc quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh tặng quà cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tân Biên có 40 phần quà trị giá 500.000 đồng một phần quà được trao tặng cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp 3, xã Trà vong huyện Tân Biên. Chiều ngày 25 tháng 1, nhân dịp Tết Tân Sửu năm 2021, đại diện lãnh đạo Sư đoàn 5 đã đến thăm và chúc Tết Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh Đại diện lãnh đạo sư đoàn 5 cho biết, trong thời gian tới, lực lượng cộng tác viên sẽ tiếp tục phối hợp với đài phát thanh truyền hình Tây Ninh, thực hiện nhiều tin bài hơn nữa, góp phần cùng đảng bộ chính quyền và nhân dân Tây Ninh, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Thay mặt tập thể đài phát thanh truyền hình Tây Ninh, ông Vũ Xuân Trường, giám đốc đài phát thanh truyền hình Tây Ninh, gửi lời chúc sức khỏe đến từng cán bộ chiến sĩ thuộc sư đoàn 5. Mong muốn hai đơn vị sẽ ngày càng có mối quan hệ gắn kết bền chặt hơn nữa nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền của đài trên cả lĩnh vực phát thanh và truyền hình trong năm 2021. Chiều ngày 25 tháng 1 năm 2021, tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Biên, Báo Sài Gòn Giải phóng phối hợp cùng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ariban chi nhánh Tây Ninh, thực hiện trao tặng học bổng tiếp sức cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn và quà cho giáo viên vùng biên giới huyện Tân Biên. Thông qua sự kết nối của Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh Aribank đã tài trợ báo Sài Gòn Giải Phóng 100 triệu đồng để tặng 100 suất học bổng tiếp sức cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Tân Biên vượt khó đến trường. Mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Báo Sài Gòn Giải Phóng cũng trao tặng 37 phần quà cho các giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại khu dân cư Tràng Riệt, ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên. Mỗi phần trị giá 1 triệu đồng nhằm góp phần chia sẻ hoàn cảnh của thầy cô giáo nhân dịp Tết đến xuân về. Kính thưa quý vị, sáng ngày 26 tháng 1, tỉnh đoàn Tây Ninh, Hội đồng đội tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác đoàn đội trường học học kỳ 1 năm học 2020-2021. Trong học kỳ vừa qua, công tác đoàn đội trường học được tổ chức theo hướng đảm bảo vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa tạo môi trường an toàn để đoàn viên đội viên tham gia sinh hoạt và đàn luyện. Dù gặp nhiều khó khăn, song các đoàn trường, các liên đội đã có nhiều sáng tạo trong việc tổ chức nâng cao chất lượng các hoạt động, trong đó nổi bật là việc tỉnh đoàn tây ninh và hội đồng đội tỉnh đã tổ chức thành công hội thi tôi bí thư đoàn trường tài năng hội thi tài năng tiếng anh lần thứ ba và lễ tuyên dương danh hiệu học sinh ba tốt học sinh ba rèn luyện sinh viên năm tốt các hoạt động chăm lo giúp đỡ cho thanh thiếu nhi cũng tiếp tục được duy trì và phát triển Thông qua các cuộc vận động, các mô hình của tổ chức đoàn đội trong các trường học, toàn tỉnh đã vận động được số tiền gần 9 tỷ đồng để trao học bổng tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn còn gặp phải, đồng thời lên kế hoạch cho việc tổ chức các hoạt động nhân các ngày kỷ niệm lớn sẽ được diễn ra trong học kỳ 2. Ngày 26 tháng 1, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội BC06, Công an tỉnh Tây Ninh, tổ chức làm thủ tục cấp căn cứ công dân gắn chip điện tử cho viên chức người lao động đang công tác tại Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Tất cả viên chức người lao động tại Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh đã tập trung làm thủ tục hồ sơ để cấp căn cứ công dân gắn chip điện tử nhằm thực hiện dữ liệu quốc gia theo quyết định số 1386 của Thủ tướng Chính phủ đã ký ngày 3 tháng 9 năm 2020 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sản xuất cấp và quản lý căn cứ công dân tạo cơ sở để bộ công an thực hiện việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử quy trình thực hiện cấp căn cứ công dân gắn chip cũng khá đơn giản tất cả thao tác làm thủ tục cấp căn cứ công dân gắn chip điện tử đều thông qua hệ thống điện tử có kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã thu thập trước đó khả năng nhận dạng để quy trình thu thập dữ liệu căn cứ công dân gắn chip điện tử là một loại giấy tờ tùy thân của công dân việt nam có thể đóng vai trò thiết bị nhận diện, xác thực danh tính và chìa khóa truy cập thông tin công dân trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Quý khán giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Kính mời quý vị khán giả xem lại các chương trình thời sự trên website tenintv.vn, fanpage và kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Xin kính chào tạm biệt.